Đấy, ta cũng chuẩn bị đến với trận chung kết đầu tiên ở trận đấu thứ hai. Rồi, Roman đến từ game thủ núi. No 1 cầm Babylon. Màu 4 là vừa. Roman. Chip Boy cầm Egypt đầu cánh. Vơ cầm Roman thụt sâu trong góc 3 giờ. Trận đấu này chắc Vơ sẽ đánh sọc đơn, châu sọc đơn. Chip Boy sẽ đánh cung để game thủ nó 1 dâng lờ ra. Và game thủ gần núi thì vẫn đánh chém như bình thường. Một voi dành cho Chip Boy. Trận chiến đấu này Chip Boy sẽ là chủ lực. Chip Boy và Vơ sẽ là chủ lực. Vâng, núi vừa đánh vừa hát. Hơi bịp. Và thêm một vòi nữa cho thủ Chip Boy. Chỉ có một vòi thôi. Đầu câu con vòi đầu tiên về nhà chính của mình và tiếp tục cắm dần đi dò. Vâng, trận thi đấu thứ tư ở C2. Đội bạn có cho son pan romper cũng nhiều chém đấy. Rất nhiều chém về phía đội bạn. Cầu thủ Chip Boy đang đưa con voi đầu tiên về với nhà chính của mình. Sốc lại tinh thần để có thể có trận đấu chung kết ở trận đấu thứ hai thôi. Đây là bầy hươu đầu của cầu thủ Chip Boy. Bầy hươu 56 con này. Lùa bầy hươu về với cánh rừng dừa để có thể ăn cả rừng và cả vo cả hươu luôn. Con voi thứ hai đang được Chip Boy đưa về với nhà chính cho mình. Đóng e chưa? Đóng e rồi. BS đầu tiên. Trận chiến đấu này Chip Boy sẽ đánh cung. Nó 1 sẽ dâng L lên. Và 7 hiệu 7 con. Vẫn còn một nốt. Rồi một bầy hươu 7. Một đôi voi. Vẫn thiếu một đồ ăn nữa. Dường như là có bầy hươu hướng ra giữa bản đồ rồi. Thế giò rộng quanh nhà mình xem có gì không. Có 7 đầu cánh. Đã thấy xe giò của game thủ màu 7. 7 là Katha đúng không? Kích đời 85. Thêm một con voi nữa dành cho thủ Chip Boy. Kéo dần dần bầy hươu này. Tiếp tục thiết kế thêm một chiếc BS thứ 3 nữa dành cho thủ Chip Boy. Còn lại là một bầy hươu 7 con dành cho thủ Chip Boy. Khá lộc lạ. Cho son đánh nhiều dần. Chắc là đánh kiểu lên 4 rồi. Mình sẽ lại mất tiếng. Tiếng vẫn sung như này cơ mà. Rồi xem No 1. Xem game thủ No 1 đã đóng BM. Đang thiết kế BM.
dâng L lên chém cho cầu thủ Chip Boy. G núi cũng đang đóng BM và BL. Ở bên phía đội bạn lên đời cũng khá sớm. Anh Vơ thì sao? Vâng, Vơ đã đóng xong nhà điều kiện và kích chặt gỗ rồi. Và một bài thủ của Vơ đánh với 28 nông dân của Roman. Đánh này là 4 cân lại với cho son bên kia rồi. Xem màn hình máy No 1. Tham lai đang là 26 trên 28 và bắt đầu chọc vào những con dân ăn hoang của đối thủ màu 7. Một dân đã nằm xuống. Ba con dân này chắc chắn sẽ phải nằm xuống. Màu 7 cầm Katha thì phải. Cho dân ăn vàng. Rồi. Hai con dân tiếp theo. Có ai bị đánh chưa? Có giỏ công giáp đầy đủ của em thủ No 1. Xem Chip Boy đang đóng nhà BA, tham lai là 27/40. Anh núi. Vâng, anh núi hơi yếu, tham chỉ còn 15 thôi. Vâng, bị Pơ chém. Vâng, giặt dẹo rồi. Chip Boy vẫn chưa lên đời. Vâng, do núi mất tham nên tham mình đang hơi bị đè. Đã bắt đầu có phù. Sóc chém. Vơ. Vơ cũng đã lên lời, tham lại là 31. Vâng, thủ cả y luôn. Đánh xong đơn thủ y. No 1. Tham lại là 28/44. Và đang chém ở nhà màu 6. Màu 6 cũng đã có giò tại nhà em thủ No 1. 4 con chém. 6 là cầm pan. Còn 7 là cầm rôm à. Rồi thằng này 6 đây là bãi ruộng của game thủ cầm Pamiran. Đầu 1 đã có bánh xe. Vậy trong những game thủ màu 6. Màu 6 là Gunny. Tạm lai là 27/48. Dường như màu 6 cũng đã có bánh xe. Rồi màu 6 bay ruộng. Thủ hù đến từ game thủ màu 6. Và Chip Boy đã bị màu 7 và màu 8 công vào. Cùng xem màn hình máy Chip Boy. Tham lai là 36/56. Màu 7 và màu 8 đang công tất tay vào nhà em thủ Chip Boy. Tên này chắc Chip Boy vẫn thủ được. Không, nhưng mà rất đông chém đến từ game thủ màu 7 và game thủ màu 8. Cho son được báo ở trong 9 giờ. Chip Boy đang giặt nhà. Các bạn có thấy lượng chém của game thủ màu 8 đông như thế nào? Hoàng Công Nghiệp rất đông chém lạc đà. Xin lỗi lạc đà đến từ game thủ màu 8. Vơ thì sao? Vâng, thơ thơ vơ tham 50/64. Vâng, ruộng cả mã y rất nhiều. BC cũng đã được đóng. Dưới này thì gọi là kín mắc binh luôn. Vâng, khoảng 4 phút nữa thì game thủ GV sẽ lên 4. Anh núi. Anh núi tham còn 17. Kìa, gặp dân đó kìa. Đang chém vào nhà màu 6. Màu 6 có thủ hù. Màu 6 có thủ hù đấy. Và bây giờ thì No 1 và núi sẽ công thẳng vào nhà game thủ màu 6 cầm Pamiran này. Xem màn hình máy No 1. Tham lai là 32/48. Và rất đông lạc đà đến từ game thủ No 1. Màu 8 là ai đánh đâu? Và màu 8 không biết ở đâu đông như thế này. No 1 cũng rất đông trên lạc đà. Vâng, như vậy màu 5 đã lên 4 xong.
Và 1-5 ở ngay trước cửa nhà Chip Boy. Và 1-5 đã lên 4 từ rất sớm. Màu 6 đã bị chém khá nhiều lạc đà rồi. Màu 6 hù được y của gần núi. Và gần đi rất khỏe. Các bạn có thể thấy. Bây giờ thì màu 1 và game thủ nâu 1 núi và nâu 1 đang công vào nhà màu 6. Xem Inver lên 4 chưa? Ôi rồi, y mang vào đây. Màu 7 là y của Roman à? Tam lai của Inver đang là 81/84. Ta mình đang bị đè khi màu 5 đã lên 4 thành công. Chuẩn bị phải về thủ cho vơ rồi. Màu 5 sẽ đẩy ngay sau tình huống này. Liên tục mid air thì có thủ cho vơ. Bản đồ cũng đang được nâng. Tăng thêm dân ăn gỗ. Kích 4 rồi thì phải tăng dân ăn gỗ. Đã lên 4 xong. Gỗ. Tất tay gỗ. Vâng, đang hù y của anh thủ màu 7. Vâng, một tân. Tân màu 7 lọt nhà. Vâng, chạy tổng tộc vào nhà luôn. Tham Lai đang đi xuống bên mình. Chú ý dội chính anh vơ. Vâng, vẫn đang hù. Y kìa anh ơi. Có một tân màu 7 đi hơi ảo vào nhà em thủ vơ. Nhưng mà anh vơ vẫn đang có rất nhiều hù trong nhà. Tham Lai giảm mất 10 thang. Màu 5 cũng đã có mặt tại nhà em thủ vơ. Chú ý nhà BL. Vâng, khu vực này là khu vực đóng L hơi khoai. Cần phải kéo tất tay về thủ cho anh vơ tân này. Nếu như không muốn anh vơ mất nhà thì phải kéo tất tay về thủ tân này. Và màu 7 cũng đang đâm y rất nhiệt vào mặt từ dưới 6 giờ lên. Và bây giờ thì hot đã tràn vào nhà anh thủ gờ vơ rồi. Hot màu 5, hot cho son. Rất đông hot. Đạp đôi đã hóa rồi nhưng mà bây giờ thì y. Và lạc đà màu 8 cũng kéo vào. Còn đội bạn đang tô màu ở nhà GV. GV gần gỗ. Còn đông hot lắm. Còn cần rất nhiều gỗ. Tờ này xong đi anh ơi. Còn Tham Lai đang đè khá nhiều cho đội bạn rồi. Nhưng mà họ bây giờ thì anh vợ đã ra được khá nhiều đạp đôi. Và đang cố thủ lại trong tuần này. Và rất nhiều bây giờ thì đạp đôi tụ được khá khá rồi. Bao nhiêu hot thì có thoải mái thủ thôi. Còn đang vẩy e bắt hot. Chú ý cái nhà bê ở hướng. Đấy tôi vừa nói xong. Rồi vẫn vẩy được em tuần vừa rồi rất hay. Thì cũng vẩy e rất nhanh cho game thủ cover. Bây giờ thì bằng tiếp tục là hot đẩy lên nữa dành cho game thủ màu 5. Đẩy rất nhiều hot lên nhà em thủ vơ. Bây giờ bắt nốt mấy con lạc đà này và kéo dân về lại nhà thôi. Và vẫn còn rất nhiều y trong nhà đang rất nhức nhối. Rất nhức nhối tên này. Thiếu thực thiếu gỗ. Hỏi thiếu gì thì sọc đơn chỉ có thực với gỗ thôi. Và nếu thủ được nhà tên này là thắng theo video nô 1 báo về là như vậy. Hot màu 5 đã kéo đi rồi. Giờ bắt nốt mấy con y này. Anh vừa hơi khổ, anh tôi khổ, khổ phết rồi đấy. Thủ nhà rất vất vả tân vừa rồi, bằng e vẩy nhăng nhịt. Nó vẫn còn y trong nhà. Này thì y này.
Hỏi xe máy anh No 1 xem nào, thật lại 44 trên 60. Bắt dần màu 8 cầm pơ. Anh núi tham lại 39 và hồi lại rất mạnh mẽ. Chuyển ra đánh những con sọc đơn rồi. Cứ thử gỗ cho vơ là được. Còn 1-5 vẫn còn khá đông hot. Chip boy, chip boy tham chỉ là 21 thôi. Chính như trận thi đấu này rất là đáng xem. Khá là buồn cười. Bây giờ thì chip boy đang đi quản vàng với thủ màu 5. Nhưng mà bây giờ thì màu 5 đang tụ được rất nhiều hot. Màu 5 đang xách dần đi ăn vàng khắp nơi. Tham lai tụt để cho em thủ chip boy. Màu 8 vẫn còn rất đông lạc đà. Và tham lai có hiện tượng vòng số 1 tí. Hiện tượng vòng số 1 tí. Màu 5 bên phía đội bạn chính là game thủ Phương Tú. Ở ra quay lại với anh Vơ. Tham lai là 58 trên 80. Và hot màu 5 vẫn đang liên tục đẩy lên. Lại cả y nữa. Đang rất cố gắng thủ nhà đó chứ là Vơ. Rồi, đôi đạp đôi ra bắt y. Cứ 12 giờ xuống chú ý anh Vơ ơi. Rồi. Đạp đôi mình thì không sợ hot nhưng mà ở cái thế nhà này đóng nhà BL này hơi khó để có thể bắt hot của đội bạn. Bởi vì hot của đội bạn vâng đứng ở quanh đây thì toàn là rừng thôi. Và kiểu như một lối chui ra thế này thì hot nó đúng thì rất khó để có thể thủ lại. Và bây giờ thì đội màu 5 đang di từng ít vào nhà thủ của Vơ. Và liệu đi vòng để bắt tân này hay không anh? Tạm lại là 64 trên 80. Và không có lối để đi ra nữa rồi. Tạm lại là 68 trên 88. Và không có lối để đi vào để bắt nữa. Còn rất đông hot, cầu thủ màu 5 đẩy từ hướng 12 giờ xuống. Vâng, hot cho son rồi. Năm nay đội bạn lại đang đè rồi. Còn rất đông hot. Thật sự ở cái khe này mà để đi vào thì nó rất là khó. Cái khe này thì gần như khó có thể đi vào được. Và các bạn thấy hot đông như thế nào. Bây giờ thì Vơ bắt đầu lao vào nhưng bao nhiêu thì nghĩ không đủ. Liệu chơi được hay không? Đạp đôi là đạp đôi đạp lan. Vâng, không chơi được. Dẹo hết nửa kích đạp đôi rồi. Rồi, tạm rất đè. Vâng, vẫn là cố gắng đánh. Ông thủ nhà đi. Vâng, Vơ. Thập bản đâu? Vâng, vẫn đang tìm thập bản đâu. Vẫn thủ được này. Vâng, mẫu 7 cầm rôm. Vẫn rất tích cực đâm y vào nhà cái thủ Vơ. Trong khi đó đạp đôi đã hóa rồi. Vẫn liên tục đâm y. Này thì đâm y này. Xong thêm dần anh Vơ. Cẩn thận hở cái rừng chỗ BB ấy. Hở rồi. Đây. Rồi. May mà còn 7 e được trong tình huống vừa rồi. Mà chết cười với anh Vơ. Vâng, anh tôi khổ lắm rồi. Và bây giờ hot màu 5 đang đứng ở phía bên ngoài bảo kê cho game thủ màu 7 đâm y dần vào nhà GV. Và vẫn đang rất chảy cối. Vâng, Scorpion, anh toàn khen thừa thôi.
Toàn khen những cái có thật, những cái đúng đắn. Bây giờ thì màu nam bắt đầu lao vào. Bắt đầu lao vào. Và rất đông đấy. Vừa không có gỗ để xong quần nữa. Bây giờ màu nam đang đi rất từ từ và Phương Tú đánh rất chắc bài. Không thủ được làm gì có gì mà thủ. Và bây giờ màu 7 cả chém cả y. Màu nam thì hot. Xô vào nhà over. Vâng, thôi quýt. Tỷ số là 3-1 ở trận đấu thứ hai cho các game thủ bên phía Liên Quân. Và chúng ta cùng chuẩn bị đến với trận đấu tiếp theo. Hơi đen.